Rồi anh em nhá, hôm nay lên cho các bác em bạc má các bác nhá, người dài như cái bơm luôn các bác nhá, dáng ngũ trường các bác nhá, đuôi xòe múa cánh các bác nhá. Con này thì cực đỉnh luôn rồi các bác. Chim thuần khoảng 80% các bác nhá. Mặt mũi đẹp không xích sát, móng miếc còn nguyên, không tật lỗ nhỏ các bác nhá. Đấy, múa cánh đuôi xòe này. Con này mà các bác mà có điều kiện nuôi căng ấy, chăm ngon, ăn ngon nuôi căng thì cực kỳ vip luôn các bác nhá. Cái hộc của em nó hơi nhỏ các bác, nên là con chim ở bên trong nó không bung được hết lên đấy các bác. Cái lông đuôi nó hơi bị ướt tí thôi nhá, nhưng không bị làm sao đâu ạ. Con này cực tố chất luôn các bác nhá, múa cánh luôn, múa cánh đuôi xòe luôn các bác nhá. Rồi múa cánh này quá. Con này á, em nói thật sự quá, nghe quá nhận chim nếu mà không ok các bác gửi lại cho em vì nó quá đẹp quá. Thái độ tốt, bóng bộ đẹp các bác nhá, dài thướt thật thườn luôn. Con này em bán cho các bác với giá là 3.200.000 nhé con nhá. Em nó chưa căng lửa hẳn nhá, nhưng em bảo hành cho các bác là múa đuôi xòe cánh nhá các bác nhá. Nếu các bác chăm căng có nhá. Giọng hay, bóng bộ đẹp quá nhá. Chim rất là già rừng luôn con này. Này mà ra lồng chắc đẹp lắm đấy. Chắc chiều em phải cho ra lồng quá. Thôi em xin chào tất cả các bác nha, hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nhé. Con chim nó chơi thì cũng rất là ok rồi các bác. Như này các bác đủ hiểu là con chim rất là tố chất rồi đúng không ạ? Con này rất là mau mỏ luôn, hót suốt buổi sáng giờ các bác nhé. Xin chào tất cả các bác nha. We'll be right back.